Thì để bà Hai kể cho các bạn nghe cái tâm sự rằm tháng 7. Đây là câu chuyện ngoài lề nha các bạn. Tâm sự rằm tháng 7. Rằm tháng 7 thì chắc hẳn mọi người cũng đã biết đó là ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Thì trong cái tháng 7 âm lịch đó thì nhà mỗi người ai mà có dư giả thì sẽ cho phiếu gạo, và các bạn sẽ nghe bà Hai kể như thế nào khi mà bà Hai đi xin gạo và người ta chở bà Hai đi như thế nào, và có tốn những cái khoản tiền nào hay không, thì để các bạn sẽ trải lòng mình hơn đối với những người mà người ta đi xin phiếu gạo. Và đặc biệt đây là hoàn cảnh cụ thể nhất, đó chính là bà cụ. Kể cho bạn bạn nghe rồi, kể đi. Kể vụ rằm bảy á Đúng rồi, hả? kể vụ mình đi xin gạo á. Dạ. Hồi rằm tháng bảy á, Bà Hai kể lớn lên chứ. tôi đi xin á, rồi cái nó chở mà người ta một ngày vậy lấy 50 50, rồi tới rằm tới cuối đường cái nó lại đòi Thêm 5 kg nữa. đòi 20 kg nữa, 20 kg vậy? gạo 20 kg. á, Xin bà Hai thêm 20 kg gạo. ừ, Ủa rồi trời ơi, bà ra kia 20 kg 5 kg à. nữa, Chết mẹ không? Ai mà bà chơi kỳ kia cục 5 kg vậy? nữa, Rồi bà kia rồi 5 kg lấy của nữa. bà Mà kia mấy quýnh 200 lộn á. Lấy bà kia 200 ngàn nữa, hả? rồi lấy của bà là nó 200 lấy ngàn. Rồi nếu mà mình bà đi không xin, hay đâu, ví dụ như ngày mà mình đi xin không có tiền, rồi sao? người không có tiền thì nó Cũng phải cũng xuất phải tiền chứ lo hả? cho nó. Cũng phải trả nó 50 ngàn. Rồi lắm chứ sao? Nghĩ là Rồi vậy con nghe bà Hai nói gì, đánh lộn gì? thì nó Đó, quýnh bữa lộn đó trong lấy nhà hả? tôi Quýnh nhà nè. tôi hả? Đánh lộn trong nhà bà Hai luôn hả? Ừ, mà Là bà tôi Hai quýnh thẳng, không quýnh mà đâu tôi mà trả trả tôi luôn nói hả? Rồi quánh bà Hai hả gì? không quýnh Quánh bà bà kia, kia. quánh bà kia đi chung với bà Hai là Bà ngủ đây, bà ngủ cái người rồi mà đi xin phiếu gạo đó ông đó không? hả? Rồi. Ôi, tôi nói hai bà muốn gì đi ra lộ đi, muốn quýnh lộn á thì đi ra lộ quýnh, chứ nhà tôi không phải chứa quýnh lộn à nghe. Rồi đánh rồi xô ngay ruộng này hả? Không, Chưa chưa quýnh quýnh đâu. chưa quánh à? Trời ơi, con tưởng đâu Mà quánh luôn. chụp cái chổi rồi Mới tính đập chụp cái bà chổi quýnh bà kia Hai, là rồi chụp bà cây nè. chổi trà rồi tính Thôi, quánh rồi. tôi cản không được à. Cái Thằng con đi đâu mà phải là thằng con quýnh bà không bà kịp, già bà nói đó, là nó thằng đó quýnh nó con quýnh nhỏ đó, còn chết luôn á. chết Trời luôn ơi, trời thiệt tình. Thằng kia đó lùng người, người sẽ ma. Rồi tôi nói Thôi, thôi, cái gì vậy, thứ sáng nay nói này chuyện. chắc thôi mày khỏi đi nữa đâu, tao rằm tháng bảy tao Nó tao không chạy đi luôn chung rồi, nữa đúng đâu, rồi chơi. ngán rồi, chán rồi. Đó là những cái gì đó gọi là kiếp mưu sinh, đó là những cái câu gói gọi là kiếp mưu sinh đó các bạn. Không phải dễ để kiếm đồng tiền và không phải dễ để các bạn tạo ra cái nguồn thu nhập cho mình. Các bạn tạo ra nguồn thu nhập cho mình, các bạn phải đánh đổi là một cái gì đó. Ví dụ như bà Hai ngay rằm tháng 7 bà Hai phải đi xin, thì bà Hai cũng phải trả cho người ta. Mặc dù cái này là lúa thấy nha, không phải là con không thấy bà Hai đi xin đâu, con thấy hết, Thấy tại chị con máy số thành thử ra thì cổ thấy thấy hết gặp tôi mỗi ngày luôn, đó. Không phải là tôi con làm không tháng biết bà bảy Hai coi đâu, cái nhưng mà tại vì đó là kiếp mưu sinh của mọi người, thành thử ra mình không nói được gì. Tại vì đối với con 1 tháng thì bao nhiêu đó là không đủ, không bao giờ là đủ, thiệt, nói thiệt với mấy bạn luôn, không bao giờ là đủ. Có tiền không bao giờ là đủ. Ví dụ như các bạn vậy lên ốm đau bệnh đó thì những khoản tiền đó đâu ra? 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu không bao giờ là đủ. Đối với hai ông bà cụ đã ngoài 80 tuổi, lúc nào cũng có căn bệnh là cao huyết áp, lúc nào cũng có bệnh nhức mỏi, nhất là ông Hai, là cái chân ông Hai là bị gãy nữa bạn đó, bạn thấy không? Cho nên là còn sót miễn lợi trong chồng, miễng của bom đạn thời chiến tranh còn sót lại, cho nên rất là đau nhức mỗi đêm. Và không phải là con không biết mà bà Hai đi xin bị người ta quánh đâu, con biết hết chứ không phải là con không biết đâu. Bà Hai bị một bà gọi là ở ngoài chợ người ta hay gọi là
Thôi mà con nói ra thì bà con đụng chạm. Không có đâu. Con biết cái bà đó nhưng mà con không có nói tên. Bà nào? Cái bà già mà hay quánh bà hai đó, đúng chưa? Có một bà hay quánh bà hai, đúng chưa? Con biết chứ phải con không biết đâu, con biết hết Trời ơi, đó. bà mà đi cực không á, Bà đi không không á, bà dữ lắm đó, bà thấy tôi bà muốn quýnh tôi nha. quánh bà hai luôn chứ muốn quánh Dạ, vậy. Con trời thấy bà ơi, thụ vô lưng bà tôi hai, con thấy hết chứ không phải là con dạ không thấy đâu. tôi nói trời ơi, thôi bà ơi, bà cũng đáng cha mẹ tôi rồi mà bà làm gì vậy? Không có tôi đâu, bà cũng lớn hơn bà hai không có bao nhiêu tuổi hết dạ trơn á. Bà tôi hai năm đi nay 80 rồi. tôi đi tới đâu là bà cũng lật đật lật đật đi Dạ. cho bà đồng đi con, Dạ. rồi bà xin đồng đi, bà xin tôi đi tới đâu là bà cũng đi cạnh anh với tôi Dạ, thì mình nói thật vậy. với các Tới bạn lúc luôn đó nha. là tôi đi xin gạo á, chứ không phải xin tiền, Bà hai đi xin gạo xin phiếu gạo và bà á. hai đi xin tiền. Dạ Lúc nào cũng vậy. dạ Con thấy có người mỗi lần bà hai mà xin có tiền là dạ cái người đó nhảy vào dạ hà thụi cho bà hai một cái liền. tiền Con bơi thấy chứ không phải là hả? con không thấy đâu, con thấy hết. Nhưng mà tại vì con không có nói, tại Dạ vì cái đó là của hai người làm gì làm. lớn tuổi với nhau, Dạ con là cái người nhỏ tuổi. dạ Con bên người này cũng không được, cũng bên dạ người kia cũng không được. dạ À, thành thử ra là tốt nhất là bà hai nên tránh mặt bà ra. dạ Thấy mặt bà thì bà hai đừng tôi có tránh thèm ra. lại. Tại vì bà là coi như dạng dữ rồi, không phải Dạ dạng dừa. dạ Thì con cũng đã đụng mặt hết lần. Xin tiền con không có cho. Con nói thẳng, mấy người hung dữ là xin tiền con không có dạ cho. Vậy mà hỏi con một câu tỉnh bơ dạ đó, hỏi lúa một câu tỉnh bơ luôn nha các bạn. dạ Bộ ghét bà lão hay gì không cho tiền bà lão đó. Con mới nói với bà một câu, con nói con không có ghét ai hết, nhưng mà con không có tiền để gì con cho. dạ Không phải là không có tiền mà hai đối với con là 50%. dạ Mặc dù một ngày con làm không có được nhiêu tiền, dạ nhưng mà 50% đối với con thì nó quá ok. dạ À, con có thể nhịn ăn một dạ ngày là con có dạ rồi, dạ thấy không? À, nhưng mà tại sao vậy mà con không cho tại cái bà mình đó? thấy không có thích, Tại vì á bà dữ quá, thấy dữ chứ không phải là không thích, bà dữ quá. quá. Nói chung là không Trời phải bà hai bị ăn hiếp, bà hai bị quánh đâu, ơi. còn rất là nhiều người khác nữa bị quánh, Dạ. bị ăn hiếp, Dạ. phải không? Trời ơi, ăn hiếp tôi dữ lắm à, trời ơi, thiệt À, á. có nhiều lúc mà nói một câu hết sức là vô duyên luôn. Dạ. Bao gái bao nhiêu cũng được hết trơn hả? À, cho bà hai có 1.000 2.000 không cho. Dạ. Ủa, cái đó là ngộ. Bà hai thấy chưa? Cái đó rất là ngộ. Mà con thấy ai mà không giữ là con không dám chơi. À, điển hình như bà hai mà con thấy bà hai bị quánh là con nói rồi bà nào cũng xong. Trời ơi trời, đi sinh với nhau mà chơi mà quánh nhau. Mà mấy bà đó bên tôi dữ lắm á, mấy bà bán trái cây rau cải đó ngàn mặt hàng quá, rồi Vậy chỗ bà bông hai cũng quá vậy, hiền. chỗ bông cũng vậy đó, bà bên tôi dữ lắm. Ta cứ nói vậy nè, tôi nói là bà đừng có sợ, có khi ấy là bà có quýnh bà hả, tôi làm cho bà một chập cho thấy. Dạ. Tôi nói tôi không dám quýnh đâu. Thôi mình chia sẻ để các bạn biết như vậy thôi. Thì mỗi một người sẽ có một cách sống riêng, và mỗi một người sẽ có một cái trái tim nhân ái riêng. Và hy vọng mọi người hãy mở lòng mình ra để trao đi một ly cà phê. Đây, để trao đi một ly cà phê buổi sáng, một ổ bánh mì buổi trưa và một gói mì giấc tối. Chỉ bao nhiêu đó thôi là đủ để các bạn giúp được biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn. Và cũng chỉ bao nhiêu đó thôi các bạn có thể kiếm được một nụ cười mà hầu như là mình đã không thấy nụ cười đó còn xuất hiện nữa. À, như lúa thì ông bà lúa là đã mất hết trơn rồi, thì đâu có còn thấy được nụ cười trên gương mặt của ông bà nữa bạn. Thì đây là những nụ cười, à, đây là những nụ cười mà làm cho mình tái hiện lại
hình ảnh của ông bà mình. Đó, đó chính là cái điều mà Lúa muốn truyền tải đến tất cả mọi người. Khi một phần quà của các bạn trao đi là các bạn sẽ nhận lại được một nụ cười hạnh phúc từ rất là nhiều người, điển hình như là bà Hai, như là ông Hai. Đó, những nụ cười hiện lên làm cho chúng ta là cảm thấy rất là nhẹ lòng nữa các bạn. Thôi, cũng không còn gì để chia sẻ nữa. Thì lúc chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Rất hy vọng là mọi người có thể nhín được một chút xíu gì đó để trao đi những cái phần quà của mình, để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Và quan trọng nhất là chúng ta sẽ nhận được những nụ cười hạnh phúc nở trên môi và nở trên những gương mặt mà đã quá là lớn tuổi rồi. Thì con cuối lời thì con xin chúc bà Hai là thật là nhiều sức khỏe. Và con cũng không quên chúc ông Hai nhiều sức khỏe nha. Thì nếu mà có điều kiện nữa thì con sẽ giúp ông Hai tiếp tục. Cô Sáu có gặp lời thăm cô Sáu mạnh khỏe. Dạ. Chúc cho chú khỏe mạnh nha, đi vui vẻ nha. Thì cái clip này lên thì cô Sáu cũng có coi. Mạnh khỏe. Dạ dạ con cảm ơn. Tôi cũng gắng sống chào cô Sáu trả lời tôi qua tiếng không biết chừng nào tôi ra đi đó. Dạ. Bạn thấy không, những nụ cười như vậy sẽ làm cho chúng ta thật là ấm lòng luôn bạn. Thì lúc xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nha.